Hôm nay là ngày đầu tiên tụi trường khai giảng của trường Việt ngữ Hùng Vương. Các em sẽ được tụ tập tại hội trường để có một buổi khai giảng vào lúc 9 giờ. Khai mạc ngày khai giảng 2023-2024 tại trường Việt, tại XCC của trường Việt ngữ Hùng Vương. Các em đang vào. Đây là thầy hiệu trưởng, thầy Vượng, thầy hiệu trưởng của trường Việt ngữ Hùng Vương đây, đang bận rộn chuẩn bị khai giảng. Các em nhỏ